trong 3 lĩnh vực là dịch vụ BPO, ITO và PPO, phần mềm, giải pháp và dịch vụ công nghệ thông tin, nội dung số, ứng dụng và giải pháp cho mobile. Và sau đây thì chúng ta hãy cùng theo dõi một số thông tin về 50 doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam năm 2017 qua một đoạn video clip. In 2017, after 6 months of launching and execution, the organizer has selected 50 excellent enterprises in 3 categories: BPO, ITO, and PPO, software solutions and IT services. This is the content, application, and solutions for mobile. And we are going to watch a video clip introducing quickly about Vietnam 50 leading IT companies 2017. Please. 2017年 6 ヶ月にわたってトップ50 IT リーディング会社を選択することができました。次の3つのカテゴリーで選定されました。1つ目は BPO、ITO、APO、 2つ目はソフトウェアソリューションズ、 IT サービス、3つ目はデジタルコンテンツ、携帯電話のアプリケーションとソリューションズ。これからトップ50 IT リーディング会社の情報をご覧ください。So we just have a clip of introducing the top 50 leading Vietnamese IT company 2017. And now we would like you to stay focused on the stage to observe the ceremony and the award certification to the top 50 leading Vietnamese IT companies. これからトップ50 IT リーディング会社を紹介して表彰したいので、皆さんステージに見てください。và thưa quý vị, để tiến hành nghi lễ trao giấy chứng nhận, chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Vinasa, và đồng kính mời ông David Wong, Chủ tịch Tổ chức Công nghiệp Điện toán Châu Á, Châu Đại Dương Asoso sẽ lên sân khấu để thực hiện nghi thức trao giấy chứng nhận cho các doanh nghiệp được vinh danh. To commence the ceremony, we would like to welcome on stage Mr. Dương Anh Đức, the Vice Chairman of Vinasa, and together with Mr. David Wong, the Chairman of Asoso, to the stage to award the certificates and flowers to the company. Welcome on stage. これから表彰式を始めたいので、ズーガン・ルク様、ヴィナサーの副会長、そしてマイブー・アソシオの副会長様、ステージに上がってください。và kính thưa tất cả quý vị, để tiết kiệm thời gian thì chúng tôi cũng xin phép bắt đầu từ nội dung này trở đi. Chúng tôi sẽ không có phần phiên dịch nữa, mà chỉ có một ngôn ngữ, đó là tiếng Việt, thưa quý vị. Due to we have limited time this evening, we would like to skip the English translation and Japanese translation. So we're going to proceed with only Vietnamese for the introduction of the companies. Thank you for your understanding. これから時間を節約するために、通訳の英語と日本語を省略させていただきます。これからベトナム語だけとなります。ありがとうございます。Okay, thank you, Mr. Thank you so much. Và thưa quý vị, đầu tiên chúng tôi xin mời nhóm doanh nghiệp đầu tiên sẽ lên bục và danh dự để nhận giấy chứng nhận, bao gồm 17 doanh nghiệp trong lĩnh vực 1 về PPO, ITO và PPO và 3 doanh nghiệp trong lĩnh vực 3 về nội dung số, giải pháp và ứng dụng cho mobile. Đầu tiên xin được chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn Digitech. Trân trọng kính mời bà Trần Thị Diệu Thu, giám đốc điều hành lên nhận chứng nhận. Thưa quý vị, Digitech là doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ, giải pháp và công nghệ cho khách hàng với một tinh thần làm việc chính trực, với mạng lưới khách hàng rộng khắp trên thế giới từ năm 2003. Digitech cam kết chất lượng, an ninh thông tin và giá cả cạnh tranh nhờ vào những lợi thế của môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Xin chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn phần mềm FPT. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Đức Quỳnh, giám đốc FPT Software lên nhận giấy chứng nhận. FPT Software là công ty thành viên của tập đoàn FPT, được thành lập từ năm 1999.
với doanh thu trên 230 triệu đô la Mỹ và quy mô nhân lực trên 11.000 người. FPT Software hiện là một trong những công ty xuất khẩu dịch vụ phần mềm lớn nhất Việt Nam với hơn 20 văn phòng đại diện trên toàn thế giới. Năm 2017, FPT Software lần thứ 4 liên tiếp có mặt trong danh sách Global Outsourcing 100, Geo 100, được vinh danh là một trong nhà cung cấp dịch vụ thuê ngoài outsourcing tốt nhất thế giới. Và tiếp theo, chúng tôi xin được chúc mừng công ty cổ phần Business System. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Đăng Phú, Phó Giám đốc sẽ lên nhận chứng nhận. Kính thưa quý vị, Business đã có 15 năm kinh nghiệm trong việc phát triển phần mềm cho các công ty IT Nhật Bản, hoạt động với phương châm chất lượng là trên hết, không ngừng hoàn thiện. Lĩnh vực chuyên môn chính của Business System là phát triển phần mềm ứng dụng cho các lĩnh vực sản xuất, bán hàng, lưu thông, xây dựng và liên quan. Tiếp theo, chúng tôi xin được chúc mừng công ty cổ phần Global CyberSoft. Trân trọng kính mời bà Phương Hà Thanh Thảo, phụ trách marketing lên nhận giấy chứng nhận. Global CyberSoft được thành lập năm 2000 tại Hoa Kỳ, hiện có trên 1.300 chuyên gia và kỹ sư tại Việt Nam, Mỹ, Nhật và châu Âu, là thành viên của tập đoàn toàn cầu Hitachi Consulting, là một trong top 10 công ty về ITO hàng đầu ở Việt Nam. Global CyberSoft cung cấp các dịch vụ và giải pháp công nghệ thông tin tiên tiến cho khách hàng tại 18 quốc gia trên toàn thế giới, bao gồm nhiều khách hàng trong danh sách Fortune 500. Và tiếp theo, chúng tôi xin được chúc mừng công ty ITM Solution. Trân trọng kính mời ông Lâm Vĩ Quốc, Phó Giám đốc sẽ lên nhận chứng nhận. Kính thưa quý vị, ITM Solution là công ty cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông, có quan hệ hợp tác với khách hàng trên khắp thế giới. IMG là đối tác với các công ty mới khởi nghiệp trên các công ty trong danh sách Fortune 500 trên nhiều lĩnh vực công nghệ và các công nghệ khác nhau để giải quyết các thách thức công nghệ thông thường và phức tạp. Doanh nghiệp thứ 6, chúng tôi xin được chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn KMS Technology. Xin trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Việt Hùng, Tổng Giám đốc, lên nhận giấy chứng nhận. KMS Technology cung cấp dịch vụ phát triển sản phẩm phần mềm và dịch vụ kiểm thử, đảm bảo chất lượng phần mềm đến khách hàng tại thị trường Mỹ. KMS luôn tự hào duy trì được mức độ hài lòng của khách hàng ở mức 4 cộng trên thang điểm là 5 cho tất cả các khách hàng. Và tiếp theo, chúng tôi xin được chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và phát triển phần mềm Larian. Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc điều hành sẽ lên nhận chứng nhận. Kính thưa quý vị, được thành lập vào năm 2003, Larian chuyên cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm và giải pháp công nghệ thông tin như dịch vụ chuẩn hóa dữ liệu, giải pháp giao dịch chứng khoán tự động cho các tổ chức trên toàn thế giới. Larian tự hào là đối tác sử dụng chiến lược của hơn 200 khách hàng ở hơn 15 quốc gia, bao gồm các khách hàng lớn trong top Fortune 500 tại Mỹ. Công ty số 8, chúng tôi xin được nhiệt liệt chúc mừng công ty Havenas Việt Nam. Trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Hùng Cường, Giám đốc điều hành lên nhận giấy chứng nhận. Havenas là công ty toàn cầu doanh thu hơn 1 tỷ đô la Mỹ, hoạt động trong lĩnh vực gia công và xuất khẩu phần mềm, gia công quy trình kinh doanh và tuyển dụng nhân sự với 43 trụ sở và hơn 7.000 nhân viên trên toàn cầu. Havenas Việt Nam có khoảng 2.500 nhân viên và cộng tác viên làm việc tại các trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm tại Hà Nội, Hồ Chí Minh. Havenas Việt Nam đã chính thức sử dụng thương hiệu Nasdaq cho các dịch vụ gia công và xuất khẩu phần mềm và quy trình kể từ tháng 10 năm 2016. Và chúng tôi xin được chúc mừng công ty cổ phần phát triển phần mềm Á Đông Orange Software. Xin được trân trọng kính mời ông Vin Thaipanen, Giám đốc dự án sẽ lên nhận chứng nhận. Kính thưa quý vị, Orange Software, chuyên gia công phát triển phần mềm cho các đối tác từ châu Âu, Mỹ và New Zealand, là đơn vị đi đầu trong việc ứng dụng các công nghệ mới, kết hợp với đội ngũ lập trình viên chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo. Công ty luôn tập trung vào mục đích là đem đến cho khách hàng chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đóng góp hiệu quả kinh doanh cho các hoạt động phát triển cộng đồng. Công ty số 10, chúng tôi xin được chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn Panasonic I&E Center Việt Nam. Trân trọng kính mời ông Yamane Masaki lên sân khấu để nhận chứng nhận. Kính thưa quý vị, được thành lập vào năm 2007, công ty trách nhiệm hữu hạn Panasonic R&D Center Việt Nam ra đời nhằm thúc đẩy lĩnh vực thiết kế và phát triển phần mềm cho tập đoàn Panasonic, đồng thời đang hướng tới lĩnh vực tự động hóa, kinh doanh tự động hóa trong nhà máy. Để bắt kịp với sự thay đổi các công nghệ mới, đặc biệt trong ngành công nghiệp phần mềm, công ty luôn mong mỏi phát triển và hoàn thiện công ty trên tinh thần tấn công là cách phòng thủ tốt nhất. Công ty số 11, chúng tôi xin được chúc mừng công ty cổ phần Qsoft Việt Nam. Trân trọng kính mời ông Trần Trung Kiên, Tổng Giám đốc lên nhận giấy chứng nhận. Qsoft Việt Nam là công ty phát triển phần mềm uy tín và chuyên nghiệp hướng đến phân khúc khách hàng cao cấp trong lĩnh vực thiết kế, phát triển website, ứng dụng di động và phần mềm quản lý doanh nghiệp. Dịch vụ chất lượng cao cùng đội ngũ nhân sự tài năng luôn mang lại cho khách hàng của Qsoft sự hài lòng, đồng thời cũng tạo ra nền tảng để giúp Qsoft phát triển nhanh hơn trong suốt 11 năm qua. Qsoft cam kết luôn mang đến giá trị cao và giá từ khách hàng, đối tác, người lao động và người đông. Và chúng tôi xin được chúc mừng cho công ty trách nhiệm hữu hạn Qsoft. Trân trọng kính mời ông Tạ Sơn Tùng, Tổng Giám đốc sẽ lên nhận chứng nhận.
Thưa quý vị, Vectorshop hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu sản xuất và gia công phần mềm trên nền tảng web, phát triển hệ thống tài chính nghiệp vụ, các ứng dụng và game dành cho smartphone với quy mô nhân sự hiện nay tới gần 400 người, thành lập văn phòng tại Tokyo, Đà Nẵng và Hà Nội. Tân doanh doanh nghiệp là trở thành một trong năm đơn vị gia công xuất khẩu phần mềm hàng đầu Việt Nam với quy mô 1.000 nhân sự vào năm 2020. Công ty số 13, chúng tôi xin được nhiệt liệt chúc mừng công ty cổ phần giải pháp phần mềm Bình Minh S3 Corporation. Trân trọng kính mời ông Lê Vũ Linh, tổng giám đốc lên nhận chứng nhận. Trải qua 10 năm không ngừng nỗ lực để chinh phục những thử thách của ngành công nghiệp phần mềm, S3 Corporation đã từng bước trở thành một trong những nhà cung cấp hàng đầu về giải pháp phần mềm chất lượng cao cho thị trường quốc tế. S3 Corporation cung cấp các dịch vụ về giải pháp phần mềm đa dạng, bao gồm phát triển phần mềm, ứng dụng web, mobile, kiểm định phần mềm, các ứng dụng về networking, telecom, dịch vụ hỗ trợ IT và call center. Và tiếp theo, chúng tôi xin được chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn Swiftport Solution. Trân trọng kính mời ông Dương Thành Đồng, giám đốc nhân sự sẽ lên nhận chứng nhận. Kính thưa quý vị, được thành lập vào năm 2004, Swiftport Solution Việt Nam trực thuộc tập đoàn Swiftport Solution Thụy Sĩ là một trong những công ty cung cấp dịch vụ BPO hàng đầu hiện nay với hơn 1.200 nhân viên tại thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. PSPS xử lý hơn 1 triệu tài liệu mỗi ngày. Các công nghệ mới và tiên tiến nhất như trí tuệ nhân tạo hay robotics luôn được chú trọng trong nghiên cứu và phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Chúng tôi xin nhiệt liệt chúc mừng doanh nghiệp tư nhân dịch vụ Từ Minh TMA Solutions. Trân trọng kính mời ông Trần Phúc Hồng, phó tổng giám đốc lên nhận chứng nhận. Thành lập từ năm 1997 chỉ với 6 kỹ sư, đến nay TMA đã phát triển trở thành một trong những công ty gia công phần mềm hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1.900 nhân viên. Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực gia công và xuất khẩu phần mềm cho khách hàng từ 27 nước, TMA là đối tác chiến lược, đồng thời là trung tâm nghiên cứu phát triển của rất nhiều khách hàng và đối tác trên toàn cầu. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin được chúc mừng cho ông Hoàng Xuân Thanh, vừa mới đại diện cho doanh nghiệp tư nhân dịch vụ Từ Minh, giám đốc IT đã lên nhận chứng nhận. Kính thưa quý vị, và tiếp theo chúng tôi xin được gửi lời chúc mừng đến công ty trách nhiệm hữu hạn Yuso Việt Nam. Trân trọng kính mời ông Watanabe Yasumasa, tổng giám đốc sẽ lên nhận chứng nhận. Kính thưa quý vị, công ty trách nhiệm hữu hạn Yuso Việt Nam được thành lập vào năm 2006 là trung tâm offshore tại Việt Nam của tập đoàn Neon UDC. Mục tiêu của Yuso Việt Nam muốn tới là trở thành đối tác kinh doanh tốt của khách hàng. Tiếp theo đây chúng ta sẽ có 3 công ty hàng đầu trong lĩnh vực nội dung số, ứng dụng và giải pháp cho mobile. Đầu tiên xin chúc mừng công ty cổ phần truyền thông Semtech và xin trân trọng kính mời ông Trương Trung Dũng, giám đốc công nghệ lên nhận chứng nhận. Công ty cổ phần truyền thông Semtech là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông và nội dung số tại Việt Nam, định hướng chú trọng đầu tư vào công nghệ theo kịp xu thế thị trường trong nước và quốc tế, cung cấp các giải pháp và các giải pháp nhất để khách hàng như các dịch vụ nền tảng IoT, các ứng dụng và giải pháp dành cho các công ty viễn thông di động với các nội dung chất lượng cao. Và tiếp theo xin được chúc mừng công ty cổ phần truyền thông VNG, trân trọng kính mời bà Lê Thị Bích Thủy, giám đốc trung tâm quảng cáo số sẽ lên nhận chứng nhận. VNG tự hào là tập đoàn tiên phong trong nhiều lĩnh vực nội dung số tại Việt Nam như dịch vụ SMS, game online, truyền hình trực tuyến, nhạc số. Công ty luôn tiếp tục cải thiện và nâng cấp công nghệ, nâng cao năng lực quản lý đối với số lượng dịch vụ ngày càng lớn mạnh, xây dựng và thúc đẩy hệ thống phân phối sang các quốc thị trường mới. Tầm nhìn của VNG là trở thành một tập đoàn hàng đầu Việt Nam và khu vực Đông Nam Á về lĩnh vực nội dung số. Chúng tôi xin trân trọng chúc mừng công ty cổ phần VNG. Trân trọng kính mời bà Phan Thị Hoài Thu, giám đốc đối ngoại và truyền thông lên nhận chứng nhận. Thành lập vào năm 2004, công ty cổ phần VNG là một trong những công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực nội dung số và Internet. VNG phát triển và sở hữu một hệ sinh thái trên Internet xoay quanh các nhóm sản phẩm bao gồm giải trí trực tuyến, thanh toán điện tử, ứng dụng và tiện ích, liên kết cộng đồng và mạng xã hội. Với sứ mệnh phát triển Internet để thay đổi cuộc sống người Việt Nam và tinh thần đón nhận thách thức, từ một startup công nghệ, VNG đang dần chinh phục nhiều thị trường trên thế giới bằng các sản phẩm do chính người Việt phát triển. Vâng, thưa quý vị, và như vậy trên sân khấu lúc này đang hiện diện top doanh nghiệp đầu tiên vừa mới được kinh doanh trong top 50 doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam năm 2017. Và chúng tôi xin mời ông Dương Anh Đức cùng với ông Đào Thu Môn sẽ bước vào vị trí cùng với đội ngũ vừa mới được kinh doanh. Chúng ta sẽ có một tấm ảnh lưu niệm thật đẹp ạ. Quý vị thân mến, và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị cũng tiếp tục hướng ánh nhìn của mình về sân khấu để chúng ta cùng tiếp tục đến với đợt kinh doanh tiếp theo. Và ở lần này chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Trương Gia Bình, chủ tịch Vinasa, và đồng kính mời bà Yvonne Chiu, chủ tịch Visa sẽ lên sân khấu để trao giấy chứng nhận cho các doanh nghiệp tiếp theo. We would like to welcome Mr. Trương Gia Bình, the chairman of Vinasa, and Mrs. Yvonne Chiu, the chairwoman of Visa, to come on the stage to award the certificate for the company in the group 2.
Đầu tiên, tôi xin được gửi lời chúc mừng đến công ty cổ phần công nghệ Bình Minh và trân trọng kính mời bà Trần Thị Kim Liên, trưởng văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ lên nhận chứng nhận. Kính thưa quý vị, được thành lập vào năm 2000, hoạt động trong 3 lĩnh vực công nghệ thông tin, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, công nghệ cao. Bình Minh là một trong những đơn vị có uy tín hàng đầu về triển khai hệ thống chính phủ điện tử, đào tạo trực tuyến tại Việt Nam. Năm 2017, Bình Minh Group đã nghiên cứu và xây dựng thành công hệ thống thông tin liên kết, sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, liên kết 4 nhà doanh nghiệp, nhà nông, nhà khoa học và nhà nước, góp phần tạo nên cuộc cách mạng 4.0 của Việt Nam. Chúng tôi xin được trân trọng và nhiệt liệt chúc mừng công ty cổ phần phần mềm Bravo. Trân trọng kính mời lên sân khấu ông Tôn Minh Thiên là giám đốc chi nhánh tại Hồ Chí Minh lên nhận chứng nhận. Bravo là công ty chuyên sâu phát triển và triển khai ứng dụng các hệ thống phần mềm và quản lý sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp. Thành lập từ năm 1999, Bravo hiện là một trong những nhà cung cấp phần mềm quản trị tài chính kế toán và doanh nghiệp ERP có quy mô và uy tín của Việt Nam. Sản phẩm dịch vụ chất lượng cao là cam kết và cũng là thông điệp mà Bravo muốn gửi tới các quý khách hàng và đối tác. Chúng tôi xin được chúc mừng cho công ty trách nhiệm hữu hạn tích hợp hệ thống CMC. Trân trọng kính mời bà Lê Thị Giang Phương, trưởng phòng marketing sẽ lên nhận chứng nhận. Thưa quý vị, là công ty thành viên thuộc tập đoàn công nghệ CMC với hơn 20 năm kinh nghiệm trong nhiều dự án trọng yếu của Việt Nam, CMCIS, SI luôn là đơn vị tiên phong trong việc cung cấp các giải pháp tích hợp hệ thống dựa trên nền tảng công nghệ thông tin tiên tiến với các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới như IBM, Dell, Cisco, Oracle, Microsoft, VMware, HPE, HPI và Infosys. CMCSI định hướng chiến lược vươn lên thành nhà tích hợp hệ thống công nghệ thông tin hàng đầu khu vực, có khả năng cung cấp các giải pháp và dịch vụ công nghệ thông tin chuyên nghiệp với chất lượng cao và uy tín vượt trội. Tiếp theo, chúng tôi xin được nhiệt liệt chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp phần mềm CMC CMCSoft và trân trọng kính mời lên sân khấu ông Trần Vĩnh Toàn, giám đốc trung tâm giải pháp TPTM lên nhận chứng nhận. CMCSoft là một trong những doanh nghiệp công nghệ tin hàng đầu với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp phần mềm. Quy trình chất lượng sản xuất phần mềm tiêu chuẩn quốc tế tiên tiến cùng quan hệ chiến lược với các tập đoàn công nghệ tin hàng đầu thế giới và đội ngũ chuyên môn có kinh nghiệm hiểu biết sâu sắc về nghiệp vụ đa chuyên ngành, tâm huyết sáng tạo là cơ sở để CMCSoft cung cấp sản phẩm với giá thành thấp nhất cùng hiệu quả tối ưu nhất tới khách hàng. Chúng tôi xin được chúc mừng khách hàng công ty cổ phần viễn thông tin học Bưu điện. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Hồng Nghi, phó giám đốc trung tâm phần mềm sẽ lên nhận chứng nhận. Là đơn vị hàng đầu của tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trong lĩnh vực viễn thông công nghệ thông tin CTIM, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các yêu cầu đa dạng của khách hàng như triển khai dịch vụ mạng 2G, 3G, 4G, hệ thống IP Core, IP Backbone và giải pháp tính cước và chăm sóc khách hàng, định hướng chiến lược đến năm 2020 trở thành công ty công nghệ sáng tạo hàng đầu Việt Nam, hợp tác chặt chẽ với các tập đoàn viễn thông và công nghệ thông tin đa quốc gia, giúp các nhà khai thác viễn thông xây dựng được hạ tầng mạng và dịch vụ chất lượng cao. Tiếp theo, chúng tôi xin được nhiệt liệt chúc mừng công ty cổ phần EMS Pro và trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Khải Tuyên, phó tổng giám đốc lên nhận chứng nhận. EMS Pro là nhà tiên phong trong việc giới thiệu giải pháp quản lý phân phối và bán hàng EMS trên nền tảng điện toán đám mây tại Việt Nam. EMS Pro được công nhận là đối tác vàng của Acumatica US, đồng thời là đối tác OEM duy nhất ở châu Á Thái Bình Dương của tập đoàn SAP. Trong mảng giải pháp EMS tích hợp vào SAP Business One, mục tiêu của EMS Pro là trở thành top 3 nhà cung cấp giải pháp EMS trên điện toán đám mây tại châu Á. Chúng tôi xin được chúc mừng công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông Alcom. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Đức Hiếu, quản lý mảng giải pháp sẽ lên nhận chứng nhận. Qua hơn 20 năm phát triển và trưởng thành, công ty Alcom đã vươn lên và trở thành một trong những công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm phần mềm và tích hợp hệ thống cho các nhà cung cấp dịch vụ mạng, các giải pháp chìa khóa trao tay và các dịch vụ kỹ thuật cho ngành viễn thông, an ninh quốc phòng, giao thông vận tải, chính phủ, nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời làm đơn vị phân phối là cầu nối hoàn hảo cho các đối tác toàn cầu, vốn kết nối với thị trường Việt Nam. Tiếp theo, chúng tôi xin được chúc mừng công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ Thông tin EVN IT. Trân trọng kính mời ông Phạm Ngọc Hiển, phó giám đốc lên nhận chứng nhận. EVN ICT là đơn vị trực thuộc tập đoàn Điện lực Việt Nam, có chức năng làm đầu mối tổ chức, chủ trì và thực hiện các hoạt động viễn thông, tự động hóa và công nghệ thông tin cho ngành điện lực Việt Nam. Sau 36 năm hoạt động và phát triển, EVN ICT đã và đang nỗ lực hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và trở thành một đơn vị công nghệ tin hàng đầu Việt Nam và mang tầm vóc quốc tế, cung cấp những sản phẩm và dịch vụ viễn thông và công nghệ tin tốt nhất cho khách hàng. Xin chúc mừng công ty cổ phần phần mềm quản lý doanh nghiệp FAST. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Đông Phong, phó giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh sẽ lên nhận chứng nhận. Công ty phần mềm FAST là nhà cung cấp giải pháp quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh trên nền tảng công nghệ thông tin. Với 20 năm xây dựng và phát triển, hiện nay FAST có hơn 400 nhân viên tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, hơn 15.300 khách hàng trên toàn quốc, được trao tặng 9 giải sao quê, 2 giải VIP Cup, Cup 5.
5 đơn vị phần mềm giải thưởng nhân tài đất Việt và hơn 18 huy chương bằng khen khác. Tiếp theo chúng tôi xin được nhiệt liệt chúc mừng công ty hệ thống thông tin FPT, FPT IS và trân trọng kính mời lên sân khấu ông Phạm Minh Tuấn là tổng giám đốc của FPT IS lên nhận chứng nhận. Với 23 năm kinh nghiệm, FPT IS là nhà thầu có năng lực cung cấp các giải pháp tổng thể bao gồm các sản phẩm phần cứng, phần mềm, giải pháp chuyên ngành, giải pháp ERP, dịch vụ IT và tích hợp hệ thống để phục vụ các lĩnh vực của chính phủ, tài chính công, ngân hàng, tài chính, giao thông vận tải, viễn thông, y tế, đem lại những thành phố thông minh hơn như giải pháp chính phủ số, giải pháp giao thông thông minh, y tế thông minh, lưới điện thông minh. Xin chúc mừng công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển công nghệ SSI. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Hùng Sơn, tổng giám đốc sẽ lên nhận chứng nhận. Hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin từ năm 2007, đến nay SSI là một đơn vị số 1 trong lĩnh vực số hóa tài liệu tại thị trường Việt Nam, là một trong các đơn vị hàng đầu về tích hợp hệ thống với các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Năng lực nghiên cứu phát triển vượt trội SSI định hướng tới năm 2020 sẽ trở thành đơn vị top 10 Đông Nam Á về giải pháp số hóa tài liệu. Tiếp theo chúng tôi xin được nhiệt liệt chúc mừng công ty cổ phần GMOG.com Run System. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Tấn Minh là phó giám đốc lên sân khấu để nhận chứng nhận. Với gần 500 nhân viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực offshore và IT services tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Tokyo, GMOG.com Run System chuyên sản xuất phần mềm cho các Nhật Bản, các hệ thống web, ngân hàng, tài chính, logistics, insurance, nghiên cứu và phát triển game và các ứng dụng di động, cung cấp các dịch vụ cơ sở tầm cho internet như đăng ký tên miền, web hosting, cloud, SSL. Xin chúc mừng công ty cổ phần tập đoàn HIPT. Trân trọng kính mời ông Lê Việt Dũng, giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh sẽ lên nhận chứng nhận. Là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Việt Nam, HIPT tự hào cung cấp cho các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ công nghệ thông tin tối ưu nhằm mang lại giá trị thiết thực nhất cho khách hàng, đối tác, cổ đông và các thành viên HIPT. Tiếp theo chúng tôi xin được nhiệt liệt chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Hồng Cơ và trân trọng kính mời lên sân khấu bà Nguyễn Thị Hoa, tổng giám đốc lên nhận chứng nhận. Thành lập từ năm 1993, công ty Hồng Cơ liên tục phát triển và luôn là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin Việt Nam, là đại lý chính thức của các hãng công nghệ thông tin hàng đầu thế giới như IBM, HP, Microsoft, Intel, HTS, Oracle, Cisco, Lenovo, Citrix về cung cấp các sản phẩm công nghệ thông tin, giải pháp hệ thống thông tin và các dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng cho khách hàng trong nhiều lĩnh vực trên toàn quốc. Và tiếp theo xin được chúc mừng công ty cổ phần dịch vụ công nghệ tin học HPT. Trân trọng kính mời ông Đinh Hải Duy Linh, tổng giám đốc sẽ lên nhận chứng nhận. Kính thưa quý vị, công ty cổ phần dịch vụ công nghệ tin học HPT được thành lập với hơn 22 năm kinh nghiệm về phát triển những ứng dụng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực dịch vụ hạ tầng, giải pháp công nghệ thông tin và truyền thông cho khách hàng là các tổ chức doanh nghiệp tại Việt Nam và quốc tế. Tiếp theo chúng tôi xin được nhiệt liệt chúc mừng và mời lên sân khấu ông Nguyễn Xuân Hách là giám đốc điều hành của công ty cổ phần IDG Việt Nam. IDG là một trong những đơn vị tiên phong nghiên cứu phát triển giải pháp ERP tại Việt Nam. Các sản phẩm của IDG được nghiên cứu và phát triển một cách bài bản theo các chuẩn mực quốc tế, chạy đa nền tảng, thiết kế mở và linh hoạt, dễ dàng triển khai tùy chỉnh cho đối thủ của doanh nghiệp Việt Nam. Sản phẩm của IDG đã từng đạt 2 danh hiệu sao khuê và có hơn 1.000 khách hàng trên toàn quốc, trong đó có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp và nhà máy sản xuất lớn. Và chúng tôi xin được chúc mừng cho công ty cổ phần giải pháp và nguồn lực công nghệ ITZone. Trân trọng kính mời ông Đỗ Chí Cường, CEO lên nhận chứng nhận. Với 15 năm kinh nghiệm phát triển các hệ thống công nghệ thông tin phần mềm, cung cấp giải pháp đáp ứng nguồn lực cho các dự án công nghệ thông tin và phần mềm, công ty chuyên cung cấp các giải pháp và nguồn lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin phần mềm như cung cấp, phái cử, tuyển dụng nguồn lực công nghệ thông tin phần mềm, gia công, thuê ngoài các dự án sản phẩm công nghệ thông tin phần mềm. Tiếp theo chúng tôi xin được nhiệt liệt chúc mừng và mời lên sân khấu công ty cổ phần Misa với đại diện là ông Lê Hiếu Nguyên, giám đốc kinh doanh. Trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển với hơn 155.000 khách hàng là doanh nghiệp, khối hành chính sự nghiệp và đơn vị xã phường cùng hơn 1 triệu khách hàng cá nhân, Misa đã và đang trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu của cộng đồng doanh nghiệp cũng như khối cơ quan nhà nước và cá nhân. Bằng nỗ lực sáng tạo trong khoa học công nghệ và đổi mới trong quản trị, Misa mong muốn trở thành công ty có phần mềm và dịch vụ được sử dụng phổ biến nhất trong nước và quốc tế. Xin được chúc mừng công ty cổ phần thông minh MK. Trân trọng kính mời bà Đoàn Phương Liên Sương, quản lý kinh doanh khu vực phía Nam MK Group sẽ lên nhận chứng nhận. MK Smart là công ty hàng đầu Đông Nam Á trong lĩnh vực sản xuất thẻ thông minh, phục vụ ngành viễn thông, tài chính ngân hàng, thẻ từ và thẻ chip. Các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, MK Smart cũng là công ty Việt Nam duy nhất sở hữu công nghệ và kinh nghiệm về thẻ chip, sản xuất thẻ SIM, công nghệ mã hóa và xác thực bảo mật, cung cấp các giải pháp toàn diện về thiết kế in ấn sản xuất thẻ và các dịch vụ cá thể hóa thẻ. Chúng tôi xin được nhiệt liệt chúc mừng tổng công ty viễn thông Mobifone và trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Đình Tuấn là thành viên hội đồng thành viên của tổng công ty lên để nhận chứng nhận. Tổng công ty viễn thông Mobifone đang chuyển biến mạnh mẽ trở thành nhà cung cấp đa dịch vụ dựa trên 4 lĩnh vực kinh doanh trụ cột là viễn thông, công nghệ thông tin,
truyền hình, kênh phân phối bán lẻ và đa dịch vụ. Mobifone hướng tới là nhà cung cấp hàng đầu các dịch vụ sản phẩm công nghệ thông tin có chất lượng, đưa cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các ứng dụng IoT vào mọi mặt của cuộc sống. Xin được chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường và trân trọng kính mời ông Võ Minh Hiếu, giám đốc Nhật Cường Software sẽ lên nhận chức tận là đơn vị cung cấp sản phẩm và dịch vụ công nghệ quy mô gần 800 nhân sự, cung cấp các giải pháp chính quyền điện tử cho khối hành chính sự nghiệp, giải pháp ERP tổng thể và thương mại điện tử cho khối doanh nghiệp với phương châm đem lại những sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin tốt nhất cho khách hàng. Khách hàng của Nhật Cường đều được sử dụng những sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo, chất lượng cao nhất. Tôi xin được chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển công nghệ tương lai Nextech. Và trân trọng kính mời lên sân khấu bà Nguyễn Thị Liên là trưởng đại diện ở văn phòng tại Hồ Chí Minh lên nhận chứng nhận. Nextech Group là một tập hợp của các công ty công nghệ khởi nghiệp xuất thân tại Việt Nam từ năm 2001 với tiền thân là PSOC Group. Hệ sinh thái Nextech hiện có 600 nhân viên tại 7 quốc gia trong 3 lĩnh vực chính: thương mại điện tử, công nghệ tài chính và dịch vụ hậu cần, đào tạo công nghệ, du lịch trực tuyến với sản phẩm giao dịch năm 2017 ước đạt 500 triệu đô la Mỹ và doanh thu đạt 90 triệu đô la Mỹ. Và xin được chúc mừng công ty cổ phần Ominex. Trân trọng kính mời ông Trần Quốc Dũng, giám đốc sẽ lên nhận chứng nhận. Công ty cổ phần Ominex định hình là một công ty SI chuyên phát triển các hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe cho thị trường Nhật Bản. Ominex tự hào là một đơn vị tiên phong trong việc cung cấp dịch vụ outsourcing chuyên sâu về một lĩnh vực tạo điểm nhấn trong bức tranh thị trường outsourcing sôi động tại Việt Nam. Tiếp theo chúng tôi xin nhiệt liệt chúc mừng công ty cổ phần công nghệ Sao Bắt Đầu và trân trọng kính mời ông Nguyễn Hoàng Duy là giám đốc đối ngoại lên sân khấu để nhận chứng nhận. Là công ty cung cấp các giải pháp tích hợp hệ thống chuyên nghiệp với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam, công ty cổ phần công nghệ Sao Bắt Đầu đang tiếp tục khẳng định là công ty hàng đầu trong lĩnh vực tích hợp hệ thống công nghệ thông tin với các dịch vụ đa dạng và chuyên sâu với doanh thu tăng trưởng liên tục trong 5 năm qua. Xin chúc mừng công ty cổ phần giải pháp công nghệ Savit Việt Nam. Trân trọng kính mời ông Lưu Hồng Sơn, giám đốc Savit Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lên nhận chứng nhận. Trải qua hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ công nghệ thông tin, công ty cổ phần giải pháp công nghệ Savit Việt Nam đã và đang định hướng trở thành một trong những công ty IT hàng đầu Việt Nam và thị trường quốc tế. Công ty luôn coi lợi ích của khách hàng chính là lợi ích của công ty, liên tục xây dựng, cải tiến chất lượng song song với việc áp dụng công nghệ mới vào từng sản phẩm. Tiếp theo, chúng tôi xin được nhiệt liệt chúc mừng công ty cổ phần Smart OSC và trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Khách Tùng, là trưởng đại diện của Smart OSC tại Hồ Chí Minh lên nhận chứng nhận. Smart OSC cung cấp các giải pháp thương mại điện tử cho các doanh nghiệp trên khắp thế giới với hơn 350 chuyên gia trên các văn phòng tại Úc, Singapore, Nhật Bản, châu Âu, Mỹ và Việt Nam. Smart OSC đang là đối tác của các thương hiệu bán lẻ lớn như Lotte, My Kingdom, Nestle, PayPal. Các giải pháp được Smart OSC cung cấp dựa trên hiểu biết chuyên sâu về ngành công nghiệp bán lẻ được công nhận là đối tác chiến lược của các nền tảng công nghệ lớn như Magento, Sycore, Certify Plus. Xin được chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn Tiền Phong. Trân trọng kính mời ông Phạm Hùng Minh, giám đốc chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh sẽ lên nhận chứng nhận. Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiền Phong GF chuyên cung cấp các giải pháp quản lý biên tập báo, tòa soạn điện tử đa phương tiện và cổng thông tin điện tử, các ứng dụng GIS, quản lý cơ sở dữ liệu địa chính và cấp phát chứng nhận, quyền sử dụng đất, các giải pháp nhận dạng đa sinh chắc và dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài. Chúng tôi xin được nhiệt liệt chúc mừng công ty cổ phần công nghệ liên hiệp Unit và trân trọng kính mời lên cầu ông Lê Hoàng Sơn, chủ tịch đoàn quản trị kiêm tổng giám đốc lên nhận giấy chứng nhận. Công ty cổ phần công nghệ liên hiệp cung cấp các giải pháp phần mềm chuyên nghiệp và hiệu quả cao cho ngành ngân hàng, tài chính, bảo hiểm và quản trị doanh nghiệp với mong muốn đem trí tuệ và tài năng của người Việt phát triển ra những bộ phần mềm chuyên nghiệp. Công ty Unit đã không ngừng cải tiến và hoàn thiện sản phẩm và dịch vụ mỗi ngày để mang lại cho ngành những giá trị cao, chất lượng và hài lòng nhất. Và xin được chúc mừng công ty phần mềm VNPT chi nhánh, tổng công ty dịch vụ viễn thông. Trân trọng kính mời ông Hà Thái Bảo, giám đốc sẽ lên nhận chứng nhận. Công ty phần mềm VNPT là đơn vị mũi nhọn của tập đoàn bưu chính viễn thông VNPT trong việc nghiên cứu, phát triển các giải pháp phần mềm, đã giành nhiều giải thưởng quốc gia uy tín trong lĩnh vực công nghệ thông tin như giải thưởng Software, giải thưởng nhân tài đất Việt. Công ty phần mềm VNPT đang cung cấp các sản phẩm dịch vụ cho nhiều tổ chức: Bộ Văn phòng Quốc hội, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong kế hoạch của mình, VNPT Software định hướng trở thành đơn vị cung cấp sản phẩm công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam hiện diện trên thị trường quốc tế. Và tiếp theo, chúng tôi xin được chúc mừng công ty cổ phần công nghệ Tinh Vân và trân trọng kính mời ông Nguyễn Ích Vinh, tổng giám đốc công ty sẽ lên nhận chứng nhận. Kính thưa quý vị, Tinh Vân định hướng thành một tập đoàn công nghệ hàng đầu phát triển bền vững trên nền tảng của sức mạnh trí thức và tính nhân bản, vươn ra thị trường toàn cầu, nỗ lực đóng góp cộng đồng và phát huy tối đa tài năng sức sáng tạo của mình cho mỗi thành viên. Tinh Vân đã nhận được nhiều giải thưởng uy tín trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Việt Nam như Sao Khuê, Cúp vàng công nghệ thông tin, Top
Nam ICT, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, bằng khen của Văn phòng Chính phủ. Và như vậy là trên sân khấu của chúng ta lúc này đang hiện diện đại diện của 30 doanh nghiệp vừa mới được vinh danh. Và chúng tôi xin được mời ông chuyên gia Bình cùng với bà Ivanchil, chúng ta sẽ bước vào hàng ngũ của những đơn vị được vinh danh để chúng ta sẽ có một bức hình lưu niệm thật là đẹp, thưa quý vị.